Xin thân mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio quay lên mỗi ngày. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với toàn thể tất cả các bác và anh em một cái bộ sản phẩm để giúp các bác và anh em chúng ta thay thế toàn bộ những cái cục chuyển đổi quang thông thường mà hiện tại ở nhà chúng ta đang sử dụng. Đó chính là một bộ sản phẩm đầu giải mã âm thanh cổng quang học Optical có tích hợp cả Bluetooth 5.1 xịn sò, truyền tải tín hiệu âm thanh thì nhanh, ổn định, chuẩn xác, không bị suy hao tín hiệu và không bị méo tiếng cũng như là giảm âm lượng. À, mức giá chỉ chưa tới 400.000 đồng để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem, tham khảo, lựa chọn mua sắm phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình. À, ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu ở chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về cái bộ sản phẩm này. Về cái bộ sản phẩm này thì là của hãng Zinet sản xuất. Đây là một bộ sản phẩm hàng nội địa Singapore các bác và anh em nhé. Bluetooth 5.1 có cả cổng quang học giải mã thì cực kỳ hay. Ở trong này thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đi kèm gồm một cái dây nguồn một đầu USB và một đầu Type-C các bác và anh em nhé. Một đầu USB và một đầu Type-C. Đầu nguồn này thì các bác và anh em có thể cấp nguồn cho nó bằng cổng USB ở đằng sau TV, hoặc là chúng ta sẽ cắm vào củ nguồn đi kèm theo máy như này. Chúng ta sẽ có một củ nguồn Zinet của hãng của luôn các bác và anh em nhé. Một cái củ nguồn Zinet đi kèm theo máy này. Cũng đây là một củ nguồn adapter cấp nguồn cho thiết bị bằng cách cắm ở đây, sau đó chúng ta là cắm trực tiếp vào điện nguồn 220V. Ở đây em cắm sẵn, tí nữa thì em cũng sẽ là hướng dẫn các bác và anh em cách kết nối trước đầu giải mã âm thanh này luôn. Cực kỳ đơn giản. Và bên trong này chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây quang học. Đấy, sợi dây quang học, dây optical như này nữa. Sợi dây này thì có chiều dài là 1 mét các bác và anh em nhé. Sợi dây có chiều dài là 1 mét. Lõi dẫn bên trong là sợi thủy tinh. Đấy, lõi dẫn thủy tinh. Và trên cái đầu quang này nó sẽ có những cái đầu chụp như này. Thì trước khi sử dụng các bác và anh em sẽ rút những cái đầu chụp này ra. Sợi dây quang rất là chất lượng. Đấy, các bác và anh em nhìn đấy. Em đang quay trực tiếp vào máy quay này. Đấy, các bác và anh em thấy là nó bắt ánh sáng rất là nhạy này. Đấy, bắt ánh sáng rất là tốt như này. Đầu quang này là được mạ vàng các bác và anh em nhé. Đấy, tạm thời là em cứ cắm lại đây trước đã. Tí nữa thì em cắm vào TV thì em sẽ rút ra sau, cũng như là cắm vào giải mã thì em rút ra sau. Đấy, một sợi dây quang đi kèm này, một sợi dây nguồn và một củ nguồn đi kèm. Và đây chính là cái thiết bị ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em. Một bộ sản phẩm đầu giải mã âm thanh cổng quang học Optical có tích hợp cả Bluetooth 5.1 xịn sò ở trong này luôn, để các bác và anh em chúng ta có thể chơi có dây hoặc là chơi không dây, cực kỳ thuận tiện. Đây là vỏ bên ngoài này. Vỏ bên ngoài này màu sắc là màu đen sần các bác và anh em nhé. Màu sắc bên ngoài là màu đen sần như này. Đấy, mặt trước đây, tên thương hiệu, logo của Zinet này. Đấy, một cái nút ở đây nó vừa là nút để tắt mở nguồn, nhấn giữ tắt mở nguồn và nhấn giữ để chuyển các chế độ tín hiệu từ quang học sang Bluetooth rất là thuận tiện. Đấy, vỏ hộp rất là đẹp. Đấy, model sản phẩm là GN36 này. Make in Singapore, hàng nội địa Sing các bác và anh em nhé. Đầy đủ series sản phẩm ở đây. Model là GN36, Make in Singapore. Vỏ bên ngoài rất là cứng cáp, đẹp như này. Đấy. Và đây là đường audio in ở đây, và chúng ta sẽ có này. Đường Toslink ở đây là cổng quang học optical này. Đường đồng trục coaxial này. Bên này là cổng nguồn DC 5V. Chính là cổng để, cổng để cắm rắc Type-C vào đây các bác và em nhé. Rắc nguồn Type-C vào đây này để cấp nguồn cho sản phẩm. Và Bluetooth 5.1 của cái này thì không cần dâu. Không cần dâu Bluetooth, nó được tích hợp sẵn ở bên trong này rồi. Thì các bác và anh em chỉ việc cắm và chúng ta bắt Bluetooth và chơi thôi. Bluetooth con này thì có thể bắt được từ 15 đến 20 mét đổ xuống là chơi rất là ổn định các bác và anh em nhé. Và đường out ra ở đây chúng ta sẽ có một đường cắm rắc 3,5mm và đường cắm rắc AV, đường rắc bông sen đấy. Này, red right trái phải này, hai cổng như này, đỏ và trắng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn báo các bạn nhé. Đèn báo màu đỏ thì nó sẽ là cổng quang học optical. Còn nó chuyển sang màu xanh nước biển thì nó là đường Bluetooth. Đấy. Rất là đẹp như này. Một bộ sản phẩm đi kèm thì sẽ có là dây quang này, dây nguồn, củ nguồn này, giải mã cổng quang học optical. Có tích hợp cả Bluetooth 5.1 luôn. Còn ngay bây giờ thì em sẽ cắm thiết bị này vào để test cho các bác và anh em, cũng như là hướng dẫn các bác và anh em cách để kết nối chiếc đầu giải mã âm thanh này cực kỳ đơn giản nhá. Để em đi gần cái máy quay lại kia để em hướng dẫn các bác và anh em cách kết nối này. Và vừa xong vừa tạm dừng một chút để chuyển qua góc quay mới, thì đây cái dây nguồn nó đã cắm như này rồi, một đầu vào, một đầu rắc Type-C này vào thiết bị này và chiếc đầu giải mã âm thanh này này. Còn cái cổng USB này thì các bác và anh em có thể cắm trực tiếp vào cổng USB đằng sau TV để cấp nguồn, hoặc là sử dụng trực tiếp củ nguồn đi kèm theo máy như này. Củ nguồn này các bác và anh em cứ cắm thẳng trực tiếp điện 220V tại nhà. Điện 220 tại nhà. Cổng quang em cắm sẵn một đầu ở đằng sau TV này. Đầu quang ra đây đã có tín hiệu màu đỏ này. Chúng ta sẽ cắm vào chiếc đầu giải mã này.
cắm vào đúng đầu như này. Hiện tại là đang nhấp nháy xanh như này là đang chế độ Bluetooth các bác anh em nhé. Tôi sẽ nhấn giữ đây. Đấy. Nhấn giữ như này nó sẽ chuyển qua là màu đỏ như này là tín hiệu quang học. Đấy. Đã bật chế độ tín hiệu quang học các bác anh em nhé. Sau đó chúng ta cắm đường ao xuống ở đây, đấy, đường dây AV như này. Là như này là đã kết nối thành công chiếc đầu giải mã âm thanh Zenith GN36 giải mã cổng quang học Optical. Có tích hợp cả Bluetooth 5.1 rồi. Đấy. Một cái thao tác nữa là nếu như mà TV của chúng ta mà nó chưa cài đặt sẵn thì các bác và anh em có thể lên TV như này. Đấy, để em hướng dẫn các bác và anh em luôn nhé. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt ở trên TV này. Đấy. Ở đây sẽ có là thiết đầu ra âm thanh. Kì các bác và anh em sẽ chọn là thiết bị Optical Out như này nhé. Đấy. Thiết bị Optical Out ở đây này. Đấy. Nó chính là lựa chọn ở trong phần cài đặt âm thanh. Cái đầu ra âm thanh ở đây sẽ chọn là thiết bị Optical Out hoặc là loa TV như này. Đấy, các bác và anh em chọn y hệt như em như này. Là nó đã kết nối thành công rồi. Và xuống đây thì chúng ta sẽ bật âm ly. Sau đó là bật nhạc lên. Chúng ta thưởng thức âm thanh thôi. Đấy, để em bật âm ly lên để test cho các bác và anh em nghe thử cổng quang học trên trước đầu giải mã âm thanh này luôn nhá. Cổng quang học optical. Còn nếu như mà các bác và anh em muốn chuyển qua cái chế độ Bluetooth thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây này, nhấn giữ cái nút tròn ở đây. Đấy, nhấn giữ như này thì nó sẽ chuyển qua chế độ là Bluetooth các bác và em nhá. Nhấn giữ, đấy nó sẽ chuyển qua Bluetooth và khi chưa có thiết bị kết nối thì nó sẽ nhấp nháy xanh như này. Có thiết bị kết nối vào thì nó sẽ ngừng nhấp nháy xanh. Để em lấy điện thoại ra test thử cho các bác và anh em xem luôn nhá. Ok, và điện thoại kết nối thành công thì nó sẽ cái đèn xanh này nó sẽ không nhấp nháy nữa, và do đó chúng ta sẽ bật nhạc ở trên điện thoại lên là chúng ta nghe. Thì điện thoại này em đang kết nối với con đầu giải mã âm thanh Zenith GN36 này các bác và anh em nhé. Để sẽ bật nhạc lên này, và trên này thì các bác và anh em để điều chỉnh âm lượng to nhỏ ở trên điện thoại này, nhỏ đi rất là thuận tiện luôn. Bluetooth 5.1 bắt rất là nhạy luôn. Chúng ta có thể tạm dừng. Vừa xong em vừa test cho các bác và anh em nghe thử cả cổng quang học và cả Bluetooth của con Zenith GN36 này. Còn bây giờ thì em xin phép được thông báo mức giá của chiếc đầu giải mã âm thanh này. Như ngay từ đầu em đã nói đấy, chưa đến 400.000 đồng một bộ sản phẩm như này. Bên trong là sẽ có một con giải mã như này này, một củ nguồn đi kèm này, dây nguồn đi kèm này, dây quang học đi kèm này. Có mức giá là 380.000 đồng các bác và em nhé. Một chiếc đầu giải mã âm thanh cổng quang học Optical có tích hợp cả Bluetooth 5.1 xịn sò. Mức giá là 380.000 đồng. Đấy, 380.000 đồng một bộ sản phẩm đầy đủ như này cho các bác và anh em. Đến tay với các bác và anh em nhé. Đấy, 380.000 đồng là em đã bao gồm phí vận chuyển. Các bác và anh em nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đúng mẫu mã như sản phẩm mà em quay lên giới thiệu thì mới phải thanh toán. Và bộ sản phẩm giải mã này thì sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm. Đấy. Bộ giải mã này sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm để các bác và anh em chúng ta yên tâm, chúng ta thoải mái sử dụng nhé. Và nếu như mà các bác và anh em cần mua thêm một số những cái phụ kiện, ví dụ như là muốn nâng cấp luôn cả cái dây AV như dây AV Proteria như này, bình thường em đang bán là 250.000 đồng một bộ nhá. Các bác và anh em mua kèm đầu giải mã thì chỉ còn là 200.000 đồng trên một bộ như này thôi. Đấy, tính ra các bác và anh em mua chọn bộ như này kèm cả dây AV nhá. Đấy, chọn bộ như này kèm cả dây AV này, mức giá là 580.000 đồng. Đấy, thêm 200.000 nữa là 580.000 đồng. Bao ship đến với tất cả các bác và anh em. Và mọi thông tin chi tiết về đặt hàng sản phẩm thì các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện
cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và tất cả những cái sản phẩm này thì đã có mặt tại mọi địa chỉ chi nhánh của phụ kiện audio ở ngoài Hà Nội, thì các bác và anh em có thể qua mua sắm trực tiếp tại địa chỉ ở bên Giáp Bát này, bên Giáp Bát Hoàng Mai này, gần bến xe Giáp Bát này, hoặc là một địa chỉ ở bên chỗ Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Ở trong Sài Gòn thì có hai địa chỉ ở quận 7 và quận Bình Tân các bác và em nhá. Địa chỉ thì em sẽ để lại chi tiết dưới phần mô tả video để các bác và anh em xem lại chi tiết hơn. Và em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.